Nước đẹp anh Hậu, nước đẹp. Đầu tư đâu đó rất là bài bản luôn đó. Anh nào chứa nước hả anh? Chứa nước mà lót bạc đáy luôn hả? Cái ao chứa là cũng quạt luôn hả? Họ đánh thuốc tím quạt đó rồi lấy nước đang lấy vô đó hả? Còn si phong lên đây rồi đang phong lên đây, phân xuống đây. Đi cái đường ống là ba cái đường ống này chạy thẳng lên tới chảnh luôn. Ba đường ống bự rồi, biết như tiền. Ba đường ống bự rồi, biết như tiền. Lấy thuốc tím để mà lấy cấp về hai đầu. Có ao có thuốc tím riêng, thuốc tím riêng, riêng thu hết. Ao này thuốc tím, bên đó. Lấy nước bên chỗ ổng nè hả? Lấy nước bên đây. Mà nó không có được nhiều hay sao? Ổng là xuống thuốc tím. Lấy đường trước luôn rồi đó.